Xin chào tất cả mọi người nhé. Đầu xuân năm mới thì Hằng xin chúc tất cả mọi người cùng toàn thể gia đình một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay thì Hằng sẽ làm video nó rất là cụ thể cho mọi người hiểu rõ hơn về bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang. Chính vì thế những ai đang theo dõi video của Hằng mà mắc bệnh nhưng điều trị không khỏi, đông tây y kết hợp đều không khỏi thì hãy đến với bài thuốc xoang loa truyền họ Đinh bên Hằng. Chỉ cần một liệu trình ngắn mọi người đã khỏi bệnh hoàn toàn và khỏi, không bị tái lại nhé. Những ai đang theo dõi video của Hằng nhưng không mắc bệnh này, có người nhà, có người thân, có bạn bè của mình mắc bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang thì hãy chia sẻ cho Hằng cái video này để mọi người biết đến bài thuốc xoang loa truyền họ Đinh bên Hằng và cũng để nhà thuốc bên Hằng điều trị cho anh chị em, bạn bè, người thân của mình khỏi bệnh sau một liệu trình điều trị ngắn mà không cần phải đến các cơ sở khám chữa bệnh y tế rất là phức tạp và mất nhiều thời gian nhé. Đầu tiên thì Hằng sẽ nói rất là cụ thể cho mọi người hiểu rõ hơn về bệnh viêm xoang. Viêm xoang thì gồm những loại xoang nào và đặc điểm của từng loại viêm xoang ra sao nhé. Đầu tiên là viêm xoang trước, viêm xoang sàng trước thì mọi người có thể thấy là mọi người đau dọc sống mũi, dịch viêm đào thải ra bên ngoài. Để lâu dịch viêm tạo thành dịch mủ sẽ gây cho mọi người mùi hôi và cảm thấy khó chịu. Đối với viêm xoang trán thì mọi người cảm được ngay đó là mọi người đau toàn bộ vùng trán này, kéo lên đỉnh đầu, kéo sang hai bên thái dương, đau ở điểm giao giữa hai cái chân mày và đau vào cái thời điểm nhất định, đó là thường là vào 10 giờ sáng. Và dịch viêm cũng là dịch đào thải ra bên ngoài. Thế nhưng mọi người để ý kỹ một chút, nếu đối với những bệnh nhân mới bị thì dịch viêm sẽ đào thải ra bên ngoài. Thế nhưng nếu ai bị lâu năm thì dịch viêm sẽ là dịch đặc mà làm cho mọi người bị nghẹt mũi. Đối với viêm xoang hàm thì mọi người có thể thấy được ngay mọi người đau toàn bộ vùng gò má, kéo xuống vùng hàm, có thể đau một bên hoặc cũng có thể đau cả hai bên. Viêm xoang bướm, một loại viêm xoang mà có những cái triệu chứng không điển hình cho lắm, thế nhưng mọi người để ý kỹ thì cũng có thể thấy được ngay là mọi người cảm thấy là đau sâu ở trong và đau ở hai hốc mắt. Một loại viêm xoang nữa mà hầu hết rất là nhiều bệnh nhân hiện nay có thể gặp, khi Hằng tư vấn cho 10 người thì có 7-8 anh chị em có thể gặp phải loại xoang này, đó là viêm xoang sàng sau. Một loại xoang mà có các hốc xoang nằm sâu gần sát với cuống họng nhé. Hốc xoang nằm sâu gần sát với cuống họng. Chính vì thế mà dịch viêm sẽ đào thải ngược lại xuống họng, làm cho mọi người bị khạc nhổ nhiều này, viêm họng mãn tính, viêm amidan mãn tính, viêm amidan hốc mủ, viêm họng hạt cũng có. Mọi người điều trị khắp các nơi không khỏi, tây y cũng không khỏi, uống kháng sinh thì cứ răm ba bữa mọi người lại có thể bị tái lại và rất là hại sức khỏe. Một cái đặc điểm nữa của mọi người có thể cảm nhận được ngay đó là mọi người bị đau vùng đau nhức mỏi vai, vùng vai gáy nhá. Đó là một đặc điểm của viêm xoang sàng sau. Một cái đặc điểm hơi mọi người để ý kỹ một chút nữa thì có thể thấy được ngay đó là những ai bị viêm xoang sàng sau thì kết hợp với đó là mọi người có thể bị viêm niêm mạc dạ dày. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dịch viêm của mình là dịch mủ nhá, mang theo rất là nhiều vi khuẩn. Chính vì thế khi dịch viêm đào thải xuống đi theo đường xuống dạ xuống cái niêm mạc thành dạ dày của mọi người á thì mọi người cũng sẽ bị viêm niêm mạc dạ dày là do dịch viêm của hốc xoang đào thải xuống nhé. Chính vì thế để điều trị khỏi dứt điểm được một số những cái bệnh như Hằng nói trên, ví dụ như viêm họng hạt, viêm amidan mãn tính, viêm amidan hốc mủ hoặc là viêm niêm mạc dạ dày thì mọi người phải điều trị trước, phải khỏi trước là cái viêm xoang sàng sau thì những bệnh nó từ từ sẽ mất đi. Mọi người lưu ý rằng nhá, có một cái loại xoang nữa là viêm đa xoang. Bạn nói em đa xoang là một loại viêm xoang tổng hợp tất cả các triệu chứng của tất cả các loại xoang nói trên đúng không ạ? Có thể mọi người mắc hai xoang, có thể mọi người mắc ba xoang kết hợp với nhau, và cũng có thể mọi người mắc cả năm xoang kết hợp với nhau, người ta gọi là viêm đa xoang. Thì đối với viêm đa xoang thì mọi người sẽ điều trị lâu hơn so với những bệnh nhân bị viêm đơn xoang nhé. Sau đây thì Hằng sẽ giới thiệu cho mọi người một bài thuốc đặc trị bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang. Trên tay Hằng đang cầm một lọ viêm xoang nhé. Thuốc xoang gia truyền họ Đinh được Lương Y Đinh Văn Quang bào chế và có địa chỉ rất là rõ ràng, mọi người có thể nhìn thấy được ngay, đó là ghi trên bao bì nhà thuốc nhé. Kể cả lọ thuốc, kể cả là bao bì nhà thuốc đều có ghi nhé. Đó là Lương Y Đinh Văn Quang, địa chỉ ở thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Khi mọi người cầm lọ thuốc trên tay thì mọi người có thể đọc được luôn là cái địa chỉ nhà thuốc ở đâu. Thì trong quá trình điều trị thuốc xoang bên Hằng thì là thuốc nhỏ, là dạng nhỏ, thể tích thực là 10ml, mọi người lưu rằng nha, thể tích thực là 10ml, nhỏ được từ 15 cho đến 20 ngày, điều trị trung bình được từ 15 cho đến 20 ngày. Ngày thì mọi người nhỏ 3 lần, sáng, trưa, tối, mỗi lần một giọt của một viên mũi. Và mỗi một lần nhỏ thì mọi người lưu rằng là khi mọi người nhỏ thì mọi người nằm nghỉ ngơi rằng khoảng tầm từ 10 đến 15 phút. 10-15 phút sau dịch viêm tự đào thải ra bên ngoài, mọi người ngồi dậy, khạc nhổ ra nhẹ nhàng cho Hằng nhé. Trong quá trình điều trị thuốc thì mọi người cần lưu ý rằng một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất đó là về chế độ ăn uống. Đồ ăn thì mọi người kiêng cho Hằng những đồ ăn ví dụ như là đồ tanh này,
đồ lạnh này. Đối với vấn đề về thức uống thì đặc biệt những con trai hạn chế cho hàng thứ nhất là rượu bia, thứ hai là cái chất cay nóng và kích thích. Tăng cường rau củ quả, tăng cường vitamin C, tăng cường nước ấm, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị viêm xoang hốc mủ, có mủ đặc rất là nhiều, thì mọi người phải tăng cường uống nước ấm cho hàng ngày khoảng từ 2 đến 3 lít nước ấm thì cái bệnh của mình rất là nhanh khỏi. Một cái vấn đề nữa mọi người cần lưu ý cho hàng đó là cái liệu trình điều trị. Có rất là nhiều bệnh nhân có thắc mắc là liệu trình điều trị của em như thế nào, thì tùy vào mức độ bệnh của mọi người như thế nào, nặng hay nhẹ, hoặc lâu năm hay ít năm, thì sẽ có những cái liệu trình điều trị cụ thể dành riêng cho mọi người nhé. Chính vì thế mà những ai có thắc mắc gì về bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang, thắc mắc gì về cái quá trình điều trị của mình thì hãy để lại số điện thoại, nhà thuốc sẽ gọi điện giải đáp mọi thắc mắc dành cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Chúc mọi người một năm nhiều thành đạt, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhé. Xin chào ạ.